Ok, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay là hiện tại mình đang ở trên đường Trường Sơn các bạn, hướng đi vào sân bay. Hôm nay mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một cái quán cà phê cực kỳ độc đáo và ở Sài Gòn này, cà phê giường, hay là cà phê giường nằm, cà phê ngủ các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái quán cà phê độc đáo như vậy. Thì cái quán cà phê này thì hiện tại nó có hai chi nhánh ở Sài Gòn các bạn. Một cái chi nhánh này ở trên đường Hoa Câu ở Phú Nhuận, và một cái ở trên đường Lam Sơn gần khu vực sân bay ở Tân Bình các bạn. Qua đó cà phê này thì các bạn sẽ được nghỉ ngơi, nằm nghỉ, ngủ nghỉ sau những giờ mệt mỏi các bạn, hay là trong cái giờ trưa các bạn. Khu vực sân bay thì nó có rất nhiều người họ đang chờ đi sân bay á, có thể ghé vào đây uống cà phê và nằm nghỉ ngơi. Ok, cái phong cách của cái quán cà phê này thì nó là phong cách của Nhật Bản, cho nên chúng ta sẽ vào review cho bạn xem. Ok, chúng ta sẽ cua vào cái đường Cửu Long này, chúng ta sẽ tới cái đường Lam Sơn và địa điểm của cái quán cà phê độc đáo đó. Ok các bạn ơi, mình đã tới cái quán rồi các bạn ơi. Quán rất là to rồi các bạn. Chidori Cafe Bed. Cái này mình địa chỉ là 25A Lam Sơn nha các bạn. Rất là dễ tìm. Quán này làm theo mô hình của Nhật người ta, thôi tiếng Nhật không vậy? Dạ. Tiếng Nhật á? Tiếng Nhật. À. Cũng gọi là hàng tiếng Nhật đó. Mô chính là mô một. Dạ, thì bên một em sẽ có ba combo chính, nếu sử dụng ở trên lò. Ừ. Thì ba combo một em gồm ba, gồm cái combo đầu tiên là 100.000, nó sẽ gồm một nước và 2 giờ sử dụng. À. Combo thứ hai này là 120.000, sẽ gồm một nước, một tháng và 2 giờ sử dụng. Combo thứ ba là 140.000, nó sẽ bao gồm 2 nước và 2 giờ sử dụng. Nếu như mình muốn ngồi lâu hơn 2 giờ, mình có thể ngồi lâu hết đơn mình thêm 250.000, thì mình sẽ không tính thời gian. À. Sử dụng hết combo 2 tiếng mình sẽ không ngồi lâu hơn combo 2 tiếng. Ok. Tức là cái này là có giờ. Dạ, cái trên này là có giờ. Còn dưới này? Dạ, trên lầu. Mình còn... sẽ sử dụng mình sẽ đi lên cầu thang, đi lên thêm một lầu. À, ok. Cho combo này đi. Dạ, combo 100.000, anh chọn một nước cho menu là men. Không biết là anh thích vị như thế nào để em tư vấn được. Sao? Anh thích uống vị nó như thế nào để em tư vấn? Vị bình thường thôi, cái gì cũng được, đây dễ uống lắm. Dạ, để một em có hai dòng trà đặc biệt nhập trực tiếp từ Nhật, đó là dòng Senka và dòng Hojika. Thì cả hai dòng trà đều có tác dụng an thần, để giúp cho mình dễ ngủ hơn. À. Dạ, thì dòng Senka này nó sẽ thơm mùi trà xanh đặc trưng của Nhật Bản. Dòng Hojika này nó sẽ có thêm mùi vàng lan. Rồi, cho cái trước ấy, cái... Dạ, Senka đúng không ạ? À. Thì bên Senka của em sẽ có ba loại từ nước Nari Biển. Thì còn có Senka Plus, nó sẽ gồm trà Senka và một hộp kem. Trà Senka Tropical, nó sẽ gồm trà Senka, nước dứa và một ít đường vàng. Đường đen Hàn Quốc. Trà Senka Boba sẽ có trà Trăng Châu, trà Senka. Em cho anh cái này. Senka Tropical. Chưa có phiếu. Ở đây hình như là nghe nói có hai cái địa điểm không em? Dạ, bên của em có thêm một chi nhánh nữa ở bên 06 Hoa Câu. Hoa Câu hả? Hoa Câu của Phú Nhuận. Ở đây có bánh trung thu hả? Dạ, bên em có bánh xe bánh trung thu truyền thống lớn đó, là một đó là một trang trí Nhật. Có Nhật hả? Làm theo cái phong cách Nhật hả? Giờ mình lên trên đó mình chọn. Dạ, mình có giày dép của mình sắp ở sắp tới mạng, mình cảm sẽ có kẹt. Mình đi thẳng lên là mình sẽ có bạn hướng dẫn. Ok. We special Germany tea. Rất là phong cách Nhật các bạn. À, có giường nằm nghỉ ngơi.
khá đẹp các bạn. Đây cà phê giường. Con đi qua đi, con qua đi. Camera luôn mà người đừng cái. Ủa anh đi. Camera báo động. Thường thường mấy thường thường người ta vô là vô cặp cặp không ạ? Của camera mình có riêng một người tôi. À rồi. Ok bạn. Cái này yên tĩnh, nghỉ ngơi được. Ở xung quanh này hiện tại có người ngủ. Cái gì? Ok, cảm ơn. Đây. Hơi nóng. Cái mô hình này là mô hình của người Nhật nha. Đập tâm vào coi. Các bạn ở đây. Yêu yêu cơ quan chức năng đeo an ninh. Rồi đánh camera. Không thuốc, không được hút thuốc các bạn, không mang vật nuôi, không sử dụng đồ bên ngoài, không đánh bài, riêng tư, không khuyến khích các hành vi riêng tư quá mức. Chắc là cái menu các bạn. Ok rồi đó. Giường 6 cũng ok rồi. Nghỉ ngơi thoải mái luôn. Nhưng mà coi cái menu này. In the moon 4 chấm chấm chấm. Cái đồ uống nó đều là cái phong cách của Nhật các bạn. Cheerful dancing cho trái tim chảy nhảy múa rồi về. Tình nhân nữa, nhưng mà ở đây có camera, không có làm bậy bạ nha bạn. Ok. Hơi mới. Mét rưỡi. Ok.
Ở đây là quạt chứ không có máy lạnh. Tức là lúc này mình đông nhất là mình bị đông. Biết các bạn đã rồi. Đa số lũ nhân vô này mấy đứa tuổi tin nhau không? Ok. Cái ô này kích thước bao nhiêu đây? Này 2 mét, 1,5 mét. Em ơi, cái wifi này bắt buộc gì? Trong viện rồi. Bạn nhân viên ở đây cực kỳ là thân thiết các bạn. Nhìn thân thiết dễ chịu lắm, dễ thương. Có thêm viên thì làm ổ cắm này, cắm sạc gì, sạc laptop. Lầu có 1 phòng, 2 phòng, 4, 5, 6, 7, 8 phòng, 8 phòng. Bên đây thì, ở đây cũng vậy, trên tầng này. Ở đây có cái phòng đọc sách này các bạn. Qua đây là toilet. Ok. Phòng đọc sách là phòng chung rộng hơn. Này, lên 8 phòng không? Ok. Bên ngoài thì có máy lạnh nha bạn. Ok các bạn ơi, phòng này là 7 người, thoải mái này. Đây thì combo mình sử dụng là combo 2 tiếng hồ, 100 ngàn. Phòng này là 1 ngàn, và 4 người làm việc làm được. Do, nhưng mà trong đây hiện hồ, hơi khó, cơm nước. Chỗ làm việc được thì làm việc, lên mai laptop để làm việc được, ok. Cái combo mình quyên nghe là 250 ngàn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của thời này. Thì nói chung đây là cái món cà phê mà rất là vỏ, phương tập Nhật Bản, rất là đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.